Mượn luật
Dạ hiểm mà sâu vì không thức mà đo lường, dốc phá hoại đường ngay bối lẻ thẳng. Thêm lại dầm trần thế, nay cũng lắm người ưa kinh kệ muốn tu mà gặp lúc quá gai go. Xa trần còn mắt ca phải giờ rước khách đã ngưng rồi năm tháng. Thiên số định cũng chưa qua hạn, nên phải còn bận mãi ấp nàng ta. Dòng thanh minh đức rạng cho bớt khổ, gạo lúa kém là đồ sáng thổ hàng quá cao, ấy của ngoài ban giàu, kẻ nghèo hèn thêm nỗi đói đau, rất mong mọi lạc nghiệp. Quay trời đất thế trần khủng khiếp nhưng ngặt lòi, thọ cao cứ đua tranh, lỗ soi hầm quay gúc múa nanh, cho trăm họ cần sống nở. Thần ráng sức ra công khuyến dỗ dình thuần phong mỹ tục của rồng tiên, tập ở ăn theo nết thánh hiền, lòng tu tỉnh dòm Phật tiên nói chi. Bài tường tận trước sau chung thị, đời văn minh vật chất bỏ gương xưa. Nghiệp tổ tiên con cháu dài bừa, học khói khắp thế giới binh lương cổ quy túc quyết tranh giành quyền lợi xé sâu nhau, thấy nhân sinh tuôn giọt máu đào, lòng bác ái động tình rơi nước ca. Kẻ lương hiền chờ giọt mưa ngâu, người báo ngược thừa cơ quý thủ lợi. Ở thị thiện đúa chen xuống khổ
biển hồi gian trăng. Nào trùm đi ma con nghề hút máu, ai để mắt xem đời chung đau chẳng khỏi than dân tộc diện áo quần son phân lấn chen, miễn cho mình được lên xe xuống ngựa. Mang đêm tối quạt nhà cửa ai cũng cùng, để mặt đất trời xanh thấy nhân gian khuynh đảo tỏ bài, cho thượng đế làm tượng trong sanh chung. Bấy nhiêu điều xét xem nhân chúng, táo để dùm cho thâu đến thiên cung. Còn nhiều điều gớm cùng ông hữu dương tương ngộ, chúc ông về thượng giai được ban khen phần sĩ tăng tài trong miệng kèn giá thiện tính chân hưng nàng Phật giáo. Chừng nào khai tâm đại đạo, đúc từ bi rọi khắp cả nhân gian. Bể trầm luân khô càng sáu đàn, tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh.